xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với lại kênh chuyện ma vũ mập ha thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ an còng, com còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình số zalo của mình là 0938773799 nha mọi người ha và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma mới lên trên đó đó. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện nha mọi người ha. Và để dành cho những bạn nào mà mới vừa xem cái kênh của mình lần đầu tiên đó thì các bạn cũng có thể là đăng ký kênh của mình để mình nhận được thông báo khi mình đăng chuyện ma nè. Cũng như là mỗi một lượt đăng ký của mọi người là mình sẽ được một nhà hảo tâm trao tặng cho 1.000 đồng cho một lượt đăng ký để mình dùng số tiền đó mình đi làm từ thiện, mua những vật dụng cần thiết cho những người già neo đơn ha mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 224 ngày hôm qua. Ở tập 224 ngày hôm qua đó là à, các bạn có một cái tên đó là Tấn Đạt TV. À bạn này chắc cũng có thể là làm YouTube đây. À, bạn Tấn Đạt TV là bạn đã là người đó, là đã comment mà được nhiều người yêu thích nhất nha mọi người ha. Và cái bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó, đó, chính là bạn có tên là Đức Tài Nguyễn. À có thể là bạn tên là Nguyễn Đức Tài ha. Rồi cảm ơn Đức Tài Nguyễn rất là nhiều và cảm ơn Tấn Đạt TV rất là nhiều luôn ha rồi trước khi mà vào chuyện thì mình có hai cái thông báo nho nhỏ thôi 30 mươi vài... 30 giây thôi. À, thông báo thứ nhất á là tối nay nè, tối nay là mình sẽ đi phát mì. À, như mình hay nói với mọi người là mỗi một tháng đó là mình bán những cái khô gà này nè, là mình sẽ trích tiền ra để mà mình đi làm từ thiện. Hay những bạn nào mới vào chưa biết thì mình nói lại chút xíu ha. Là mình bán những cái sản phẩm ăn vặt này để mình trích tiền ra, mình sẽ mua 50 thùng mì mỗi một tháng như vậy một lần mình đi phát cho những người vô gia cư ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Là tối nay mình sẽ đi nè. Thì có thể là ở tập 226 đó, là mình sẽ quay tầm khoảng cỡ ba giây 45 giây hoặc là một phút thôi một cái đoạn đầu tiên nhỏ nhỏ trước khi vào chuyện đó để mình quay cho mọi người xem là mình mua mì mình chất mì lên xe như thế nào và đặc biệt nhất nè là tháng này là có một anh khán giả đi theo à tháng này không anh khán giả đi theo thành ra là mình sẽ quay cho mọi người xem mà các anh khán giả nó như thế nào luôn ha mọi người ha đó là cái thông báo nhỏ thứ nhất cái thông báo thứ hai nữa đó là hôm nay là mình sẽ kể những câu chuyện của chị mỹ hằng và những câu chuyện của như minh sơn là đã kết thúc rồi ở tập 220 thì như mọi người cũng đã biết thành ra đó là mình sẽ để những cái tập chuyện của chị mỹ hằng vào cái chỗ mà những cái tập mà số cuối là số 5 và số 0 đó ví dụ như là hôm nay là 225 230 235 240 đó là mình sẽ để cái những chuyện của câu chị mỹ hằng vô đây để mình cho nó rõ ràng kiểu giống như là cho nó logic mọi người mọi người dễ tìm ai mà yêu thích diễn ma mỹ hằng cũng dễ tìm Chứ cần tìm số cuối là số 5 hay số không vậy thôi là mình có thể tìm được thôi à, là cái thứ nhất cái thứ hai nữa thì chuyện chị mỹ hằng là chị gửi chuyện rất là nhiều thành ra đó là nếu mà mình kể luôn tuần luôn thì nó rất là lâu thành ra là mình thôi mình để vô gì là mình kể cứ bốn năm tập lần bốn năm tập lần gì đó cho nó nhanh qua hết những câu chuyện của chị mỹ hằng rồi về, à, những bạn mà gửi chuyện á những bạn những bạn gửi chuyện thì cũng được nhanh tới hơn à đó là cái cách mình làm việc ha và sau chị mỹ hằng thì cũng còn thêm à, hình như là hai ba chị nữa cũng gửi được về cái số chuyện cũng à, mình không biết là có nhiều hơn ít hơn nhưng mà mình thấy là nó cũng nhiều đó nó cũng tương đương đâu cũng mấy chục file ghi âm lận ha mọi người ha Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã yêu quý và đã gửi chuyện về cho mình luôn thôi thôi không dài dòng nữa bây giờ là mình sẽ vào chuyện nào mọi người đừng nóng nóng ha cái câu chuyện này đó là chị Mỹ Hằng à, chị kể về chị Mỹ Hằng là chị kể về cái cái mối tình đầu của chị à, mà để cho mọi người nghe mà nó kiểu như tò mò chút xíu là mình nói á, là vì cái mối tình đầu này á, mà chị Hằng xém chết mấy lần luôn mọi người đó nó rất là rùng rợn và tới hiện tại bây giờ đó khi chị ngồi đây chị ngồi chị kể lại cho mình nghe đó và chị còn nói chung là chị còn nổi da gà luôn á à, là từ cái 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 tình yêu từ một cái tình yêu yêu dữ lắm mối tình đầu mà mọi người yêu yêu dữ lắm yêu luôn mà bây giờ khi mà chị nhớ về cái người đó đó là chị chỉ cảm thấy sợ thôi à, và chị cảm thấy sợ và chị cảm thấy tội nghiệp cái người đó thôi à, thì thôi bây giờ mình vào câu chuyện để mọi người dễ biết ha cái năm đó là chị còn gái à, chị còn gái ha thì lúc này nói đầu ngay á thì chị không có biết là mình có đẹp hay không à mọi người nên biết hay những cái giới trẻ bây giờ mười 13 15 17 tuổi thì nhiều khi là lên mạng lên tiktok gì đó ừ là thấy cái này cái nọ nhiều khi mình nói không phải là gì mà không đẹp nó lên trên đó nó cũng đẹp nữa nhưng mà vào cái thời của chị Mỹ Hằng là những cái cái đó cái những cái chuyện nó không có à, là chỉ mặt mai là chắc coi đánh má hồng chút xíu gọi là mắt cây dê ha đánh má hồng chút xíu rồi son môi chút xíu thôi mà chị cũng không được nữa chị làm vậy là mẹ chị quính chết à mẹ chị chửi rầy chị má chị không có cho ở à, thành ra là chị cũng không có biết là mình có đẹp hay không suốt ngày cứ phụ má chị là bán tập quá thôi có một cái tập quá nho nhỏ thôi à đó à, là bán một cái tập quá như vậy cũng không biết mình đẹp hay không nhưng mà rồi đó khi mà chị bước ra chị bán tập quá đó thì lúc nào là cũng có những người ha mình nói ha thanh niên đàn ông cũng có mà những cái người mà già già sồn sồn cũng có nữa tới là bắt đầu ghẹo chị à, Tới là bắt đầu ghẹo ừ, Hỏi em tên gì đã ông đó ông ba mấy tuổi Ba mấy gần bốn tuổi mà chị Hằng ở đây chỉ mới có mười lứa mà mười lăm mười sáu thôi mà kêu à, ừ, Em tên gì này nọ ghẹo ghẹo vậy đó ở à, Thành ra là chị Hằng chị cũng khó chịu Rồi dần già hết người này tới người kia ghẹo vậy đó, thì chị bắt đầu là chị có một cái suy nghĩ trong đầu cái tâm lý của một người con gái 15, 16 tuổi mình nghĩ là chắc anh chị cô chú lớn lớn tuổi sẽ biết ngày xưa nè Là khi mà bị ghẹo như vậy rồi nó thì mới nghĩ trong đầu nó Ủa bộ mình đẹp lắm hả ta à bộ mình bộ mình có mình đẹp lắm hay sao mà người ta mới ghẹo mình như vậy đúng không thì đâm ra đó là không phải là chị chảnh nha khi mà chị biết được là ờ ừ, mình nhìn được được rồi đó là chị không phải là chị chảnh đâu mà chị khó chịu đối với những người mà chọc mình à, đúng đương nhiên mà phụ nữ con gái ai cũng vậy thôi đó nên thành ra là cứ ai mà tới mua đồ đó thì cứ đàn bà hay là hay là mình nói thanh niên cũng vậy mà tới nói chuyện đàng hoàng thì chị cũng nói chuyện đàng hoàng lại vui vẻ bình thường mà có ông nào hay là anh nào mà tới mà có vẻ giống như là mình không phải là sàm sở dê là, là 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 chị quýnh chết à nhưng mà kiểu như là nói chuyện vài ba câu này là, nọ đó đúng không thì là chị cọc tính lắm chị nói mua mua, mua lẹ lẹ đi 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 mua có có đừng có gói thuốc rồi mua có miếng kẹo miếng bánh mà đứng nói chuyện quá trời hỏi tên hỏi tuổi hỏi làm gì ông công an hả ông hỏi tôi làm gì điều tra tôi hả à, hả là cái nết chị hằng là chị giữ vậy đó à, rồi là coi như là cứ ai vô mà cứ ve ga ve kha không mà tại vì chị hằng chị giữ quá nhưng mà rồi tới một cái hôm đó là có một cái anh kia à anh này là cũng tuấn tú đẹp trai ha mình nói là coi như là trai tài gái sắc kiểu vậy đó là tới đây cũng mua đồ thì đương nhiên á cái anh này á anh cũng giống như những anh kia thôi không có hơn cái gì ghê gớm hết trơn á thì cũng lại hỏi tên hỏi tuổi thấy chị hằng đẹp quá mà đúng không thì khi mà hỏi vậy chị hằng cũng vậy đó chị cũng ừ, mua mua có một chút xíu đồ mà hỏi tới hỏi lui cha khảo tôi hay gì thôi mua lẹ lẹ đi đi tiền này tiền tiền là đi 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 à nhưng mà cái anh này đó là chính là cái người sau này là mối tình đầu của chị anh này anh rất là khôn ngoan mình nói là một cái khôn ngoan mình nói là đẹp trai mà không bằng trai mặt là đây nè đó là đây nè anh này đó cứ mỗi một ngày vậy đó anh không biết anh làm cái gì mà chắc nhà anh cũng vòng vòng trong sớm lắm cứ đúng ngày bòn cái giờ đó chị hằng chị nó không nhớ gì, gì cũng chưa trưa, trưa hay sao đó đúng ngày bòn cái giờ đó cứ tới mua uh, bịch bánh à, cứ ngày bon cái giờ đó cứ tới mua bịch kẹo à, tới đúng cái giờ đó cái mua gói thuốc mà cứ làm vậy hoài làm liền xe bóc luôn mà cứ lâu lâu tới hỏi ăn câu lâu lâu tới hỏi ăn câu vậy đó mà chị hằng chỉ cũng cọc tính không có trả lời nhưng mà rồi anh này anh mới nghĩ ra một cái tuyệt chiêu gì nè mà mình thấy mình nghe mà mình nể thiệt sự luôn á ông này ông tới ha bắt đầu là cái hôm đó đó sau mà ba bốn lần ghé mua đó thì cái ông đó ông ghé ông chỉ vô cái hũ kẹo à mình kêu bằng anh đi ha chứ cũng không phải là ông đâu anh này ha cái anh đó anh mới chỉ vô cái hũ kẹo mà mình biết cái hũ mà bằng 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 miễn mà nó cao cao không cái, cái kiểu như là mấy cái hũ rượu mà ngâm gắn này nọ rồi đó à, chắc mọi người biết nó cao cao vậy ha thì anh mới chỉ cho nói ở em cái hũ này như uh, kẹo này như tiền cục à kẹo này như tiền cục thì chị hằng chị cũng trả lời cho chúng vơ nói hình như là trăm đồng cục hay sao đó cái anh mới nói là lấy hết đi lấy hết cái, cái hũ kẹo này cho tôi đi nhưng mà phải đổ ra nha đổ ra ngồi đếm từng cục từng cục nha chứ không phải là tôi không phải là, là giàu có gì đâu mà tôi tự kỹ tính tiền tiền bạc lắm à đếm từng chính xác từng cục cho tôi bao nhiêu tiền á thì tôi trả thành ra là chị hằng chị phải ngồi bẹp xuống đất chị đổ ra mình nói là một ngàn mấy trăm cục đó một hũ kẹo bự vậy là chắc cả phải ngàn cục gì đó thì ngồi đếm cũng phải mất là phải là 15 20 chục phút nửa tiếng thì trong cái quá trình đó anh nè anh mới ngồi anh anh hỏi lúc môn cái này mình lý do chính đáng mà đâu có cãi được đâu thì cũng hỏi tên hỏi củi hỏi tuổi gì đó thì chị hằng chị không có dám chửi Tại vì chị mở miệng ra chị chửi cái chị quên chị đang điếm tới bao nhiêu rồi sao Thành ra là phải ép trong cái thế đó là phải trả lời cho cái anh đó luôn À thấy anh đó anh khôn ngoan cực kỳ ha Một cách cua gái mà không biết bây giờ còn có ai áp dụng không ha Thì dần già ha mình nói ha cái ông này á Ông nói là cứ 3-4 ngày ông tới ông mua hũ kẹo Cứ 3-4 ngày ông tới ông mua hũ kẹo Không biết tiền gì đâu mà mua vậy đó à, Rồi mơ mua được khoảng từng một tháng đó hình như là hết tiền Thành ra là cứ Bảy ngày, 10 ngày bắt đầu là mới tới muôn lần Chị Hằng ở đây đâm ra nhớ nhung mọi người Con gái mà đâm ra bắt đầu nhớ nhung nói Ủa sao mấy ngày nay ông này cũng không tới không mua kẹo thôi Bộ ăn cái bộ tiểu đường hay là súng găng hết bà rồi không chịu mua kẹo đó Rồi dần dài những lần sau cũng nói qua nói lại Xong lúc này nè, cái câu chuyện nó xảy ra lúc này nè Là mẹ chị Hằng á, chị mới lên tiếng Nói mày, mày mày coi bữa nào mày thấy nó tới nó mua kẹo đó Mày kêu nó vô đây nói chuyện với tao coi chứ tao thấy cái độ này là chắc là nó nó, nó đang gù mày đó nó kết mày rồi đó à, chị hằng thì mắc cỡ nó có đâu má ơi không có đâu trời ơi ổng à, mua kẹo chứ không mua về ổng cho mấy đứa co gì mấy đứa cháu nhà ổng chứ thôi à, mày ơi tao nhìn cái tao nhìn cái màu mà tao biết rồi ừ, bữa sau rồi nó tới nó nó, nó, nó mua kẹo mà kêu nó vô nói chuyện thích cái gì thì qua đây nói chuyện chơi ra à, mắt gia đình này nọ đồ chứ mua kẹo hoài tội nghiệp ta tiền hủ kẹo biết bao nhiêu tiền à, <laughs> rồi bắt đầu từ đó từ đó trở đi đó là hai bắt đầu là hai cái người này mình cái cái anh này anh tên là nghĩa ha thì anh nghĩa với chị hằng bắt đầu á, là quen biết qua lại là y như mình nói là à, trên cái mức giới hạn là bạn bè chút xíu ha thì cũng thường xuyên qua lại với nhau thì lúc này trong lúc mà tìm hiểu qua lại vậy á, thì chị hằng chỉ nói là được biết cái anh này á, là ở nhà ảnh là ảnh ảnh làm những cái kiểu như là mấy cái thùng thùng sành thùng sứ mọi người mấy cái lu lư, lu khạp này nọ đồ đó mà nó là thời xưa mà làm cái đó là giàu lắm hèn chi là ổng mua kẹo hoài nhà giàu kiểu như công tử bột mà rồi xong hỏi thăm hoàn cảnh gia đình thì cũng nói anh chị em nhưng mà ổng nói là ổng có một cái người anh ổng có một cái người anh là đã mất rồi thì mình nghe như vậy thì cũng lịch sự đó ừ là hỏi sao mất không phải là nhiều chuyện đâu mà hỏi ừ sao mất vậy anh rồi buồn quá vậy thì cái anh nghĩa anh mới nói á ảnh mới kiểu như ảnh ngậm ngừng ảnh ngậm ngừng nha ảnh ngậm ngừng anh nói À, thì uh, Ông ổng bệnh ổng 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 bệnh ổng chết nếu mà thôi 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 em ơi em em đừng có hỏi tới chuyện này nữa tại vì anh gia đình anh thương ông anh của anh lắm à, em 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 hỏi tới như vậy đó thì anh 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 khóc á kiểu như là anh cảm động anh khóc anh không có muốn nói tới à, thành ra chị hằng cái đó ờ à, em em xin lỗi em xin lỗi em không biết em không biết thôi thôi muốn em không nói tới nữa ha rồi bắt đầu là hai người quen nhau thêm một thời gian ngắn nữa sau đó đó thì cái cái năm hôm cái hôm đó, đó thì ở nhà của anh nghĩa này á là mới có một cái đám dỗ mà mọi người biết rồi ngày xưa mà có đám dỗ bây giờ cũng vậy có đám dỗ bắt đầu là mời bạn bè thân thích đồ lại đó thì cũng mời bạn gái mà lúc này là chính thức làm bạn gái là kiểu như là người yêu luôn rồi thì mới mời người yêu đi qua nhà để mà ăn đám dỗ thì chị hằng á khi mà đi qua nhà ăn đám dỗ thì đương nhiên mình là con gái mình cũng phải phụ đúng không chứ đâu phải là mình cứ sạp vô mình ngồi mình ăn như bây giờ là ừ là tới nhà xong mà có người nấu nướng sẵn rồi mướn đội mướn đội nấu ăn này nọ nấu dọn bàn ăn xong đi về không có đâu đám giỗ hồi xưa là phải là làm lụng xuống dưới là bẻ gà chặt gà chặt dịch, đồ trộn gỏi đồ tùm lum hết trơn đó là chị hằng cũng sắn tay lên ngồi phụ luôn mà mình qua nhà bạn trai mình mà đó thì làm cho tới trưa thì nói nào ngay á thì chị hằng thì chị cũng hơi mệt à, còn về phần anh nghĩa đó, thì đương nhiên là cũng phải ngồi chung với lại cái bàn của những người đàn ông à, ngày xưa đám giỗ là vậy mặc dù là người yêu nhưng mà nam ra nam nữ ra nữ Thấy thì anh nghĩa anh mắt, anh mắt anh ngồi nhậu nói chuyện với mấy ông chú mấy ông anh gì đó đó thì chị hằng chị mới vô chị ngồi kế bên mẹ của anh nghĩa nói chuyện nè thì khi mà đi vô đây đó thì mẹ anh nghĩa mới nói ừ là sáng giờ bác thấy con cũng mệt rồi à, thôi con đi vô phòng ngủ của bác đi ở trong đó bác trai cũng ở ngoài rồi bác cũng ở đây bác tiếp khách trong phòng nó không có ai hết trơn đó à, con đi vô đó đi con nằm con ngủ mà nếu con ngại đeo lên giường của bác đó thì trong đó bác có để cái giá võng đó cái võng mà để trên cái giá đó ha À, có cái giá giọng đó thì à, con Leo nó con ngủ đi, ngủ trưa một miếng đi rồi khi nào mà à, nghĩa nó tiếp khách xong đó thì con, nó kêu con kêu nó con bác kêu nó chở con về. Nó thì à, chị Hằng nghe vậy cũng được tại vì mệt mỏi quá. sáu 7 giờ sáng tới phụ mà phụ tới 11 12 giờ trưa sức nào chịu nổi cũng phê rồi. Thì thôi cũng vô ngủ cũng không ngại ngùng gì đâu, cũng dạ cảm ơn bác cũng đi vô phòng ngủ thì khi mà đi vô phòng đó là đúng thiệt là chị 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 hằng chỉ thấy là giờ mình leo lên giường của của bác trai mình ngủ bác gái mình ngủ thì kỳ quá thành ra là mới nằm đến cái giọng ngủ và bắt đầu nằm đó là cũng thiêu thiêu ha mà chị hằng nói á, sao mệt rã rời mà leo lên võng hình như là chỗ nó lạ chỗ thành ra là nó ngủ không có được à, nó lạ chỗ hay sao nó ngủ không có được cứ nằm cứ nhắm mắt mà nhắm mắt để đó thôi cứ trằn trọc thôi thì nè, bắt đầu lúc này nó xảy ra nè Thì tầm khoảng cỡ 15-20 phút sau đó Thì bắt đầu á là cái cửa nó mở ra Cái cửa phòng nó mở ra Tại vì nghe cái tiếng két mà Ngày xưa thì giàu thì giàu Chứ mình toàn là cửa gỗ, cửa cây Chứ không phải là như cửa nhựa như mình bây giờ đâu Đó là khi mà cửa gỗ mở ra Đó là cái tiếng bản lề nó mới kêu Nó kêu cái két gì nè Đó, thì chị Hằng chị nằm ở đây đó Thì chị cũng giống như là chị hí hí mắt thì chị nhìn thì khi mà chị hí mắt ra chị nhìn thì chị thấy là có một cái bóng đen. À chị thấy có một cái bóng đen đang đi vô từ cái cửa mà đang đi vô trong phòng mà đi một cách tự nhiên lắm kìa chứ không phải là lướt đi hay là đi chậm chạp gì hết đi một cách tự nhiên y như là người vậy đó. À thì chị nhìn chị Hằng chỉ nhìn cái dáng thì thấy à, giống như là anh nghĩa người yêu mình quá thành ra là chị Hằng cũng tính ngồi dậy. Ở à, tính ngồi dậy biết đâu là bác trai sao mình ngồi dậy vô đây cái mình nằm mình nằm trên võng nằm thẳng cẳng ngủ vô duyên quá thì cũng tính ngồi dậy chào hỏi nhưng mà khi chị vừa thấy cái bóng mới đi vô chị bật chị ngồi dậy thì cứng ngắc à là lúc này là chị bị đè lúc này chị bị đè chị nằm trên võng mà chị bị đè đè cứng ngắc luôn không nhúc nhích gì được hết nó Ch -ch -ch chết mẹ rồi trời ơi rồi bị đè rồi sao vậy trời bị đè vậy rồi lỡ ông đó không phải là ông nghĩa người yêu mình mà là bác trai hay là mấy ông chú mấy ông cậu vô mà thấy ừ, ừ người yêu của ổng vô đây nằm trong phòng của mẹ ổng rồi nằm ngủ sải lai vậy nó vô duyên quá mà mình nói nào ngay thì cái tư thế chị nằm cái lúc đó nó cũng không có được mà nữ tính nó không có được duyên dáng cho lắm nằm mà cũng banh càng hay sao đó thành ra là chị nói chết mẹ rồi kiểu này sao trời rồi, rồi rồi rồi, vô người ta đánh giá nữa chết luôn này nọ đồ ha nhưng mà nhưng mà một chút xíu nữa đó thì cái người này hầu như là họ không có nhìn chị luôn Chị nói là họ đi trong phòng y như là cái phòng của họ là mà họ không có để tâm tới y như là chị tàn hình vậy đó đó thì một chút xíu sau bắt đầu ha chị nói ha chị nằm bây giờ chị quay qua quay lại xong cái chị nhìn lên cái trần nhà đó thì chị tự nhiên chị cảm thấy cái trần nhà nó rớt xuống cái mặt của mình à chị cảm thấy là cái trần nhà tự nhiên xong nó sụp sụp xuống cái mặt của mình cho nó chuyện gì, vậy trời trời ơi cái, cái, cái chuyện gì vậy trời ơi, cái chuyện gì mà tự nhiên sau bộ sập nhà hay gì cái trần nhà nó 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 nó, nó rớt vô mặt mình cái chị mới quay qua quay lại thì lúc mà chị quay qua quay lại là cái bóng đen nó hoàn toàn mất tiêu rồi trong phòng vắng que à nhưng mà lúc này nó kinh dị là cái chỗ này nè khi mà chị quay qua quay lại chị nhìn á Mọi người biết chị nhìn thấy cái gì không? Chị nhìn thấy cái đầu tủ À mọi người biết ngày xưa những cái nhà ngày xưa là có những cái tủ bằng gỗ và tủ đồ mình mà Hay để trên đó mấy cái thùng mấy cái đồ mà không xài tới rồi đó Để trên đầu tủ đó giống nhà mình cũng nhà mình cũng vậy nè Thì chị quay qua chị nhìn chị thấy cái đầu tủ Bắt đầu là chị hoảng loạn liền lúc đó thì chị nhận ra là không phải cái nóc nhà nó rớt xuống Mà là chị đang bay lên mà là nguyên một cái giá võng của chị luôn là nó đang bay trên cái không trung như vậy đó và nó bay gần tới cái cái trần nhà đó thì lúc đó là chị rất là hoảng loạn chị rất là sợ ha chị nói đòi xong mà cái này là chỉ là ma thôi chỉ là ma thôi chứ làm cái gì mà có cái kiểu mà bay như vậy ha chị cũng cố gắng chị nhìn xung quanh coi có ai đỡ mình không hay là ông nghĩa ông vô ông mạnh ông kiểu như ông sức đàn ông mạnh dở nguyên cái võng lên như vậy đó là chị nghĩ trong đầu để trấn an thôi chứ một người đàn ông không bao giờ mà mạnh tới nỗi mà dở nguyên cái giá võng mà có một người đang nằm như vậy mà dở cao lên như vậy mà đụng tới nó cái trần nhà ở trên đó thì khi mà chị nhìn xung quanh ha hoàn toàn không có ai là chị nói là chị bay như chim cái giá giọng nó bay như chim nó nó giữa không chung như vậy nha nhưng mà nó không có lơ lửng mọi người nên hiểu cái chữ lơ lửng ở đây là nó gập gờn gập gờn y như mình ngồi trên xuồng vậy đó thì nó gọi là lơ lửng còn cái này là nó đứng cứng ngắc mà nó chỉ là ba nó đứng im trên không trung như vậy thôi à, thì đang trong cái quá trình hoảng loạn nè thì bắt đầu là chị mới nhắm mắt lại và chị nhớ lại cái lời mà cái sư thầy đó ngày xưa thì chị với mẹ hay đi chùa đó thì sư thầy có dặn là nếu gặp ma đó thì niệm nam mô di đà phật còn nếu mà niệm nam mô di đà phật không được nữa thì mới niệm tới là là Đức thế âm Đức quán thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn này nọ rồi đó để cho mình giải trừ cái chuyện ma quỷ đi thì chị cũng làm theo chị đọc nam mô di đà phật nam mô di đà phật chị đọc 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 vậy đó không có hiện tượng gì xảy ra hết ở rồi sau đó thì chị mới tiếp tục chị đọc là quán thế âm cứu khổ cứu nạn nọ rồi đó thì lúc đó ha thì chị nói á, là cái người của chị cái người của chị nó mới lỏng ra và chị cảm nhận được chị cảm nhận được tại vì chị nhìn thấy lúc này là có nghĩa là mọi người phải hiểu á, là chị không cảm nhận là là mình đang mình đang bay lên hay bay xuống mà chỉ biết mình bay lên bay xuống bởi vì chị nhìn vô cái đầu tủ là chị căn cứ là nó đang rớt xuống thì có nghĩa là cái đầu tủ nó sẽ thụt 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 lên thì chị căn cứ vào đó thì chị mới biết là mình bay lên bay xuống thôi mọi người hiểu ha Thì khi mà chị niệm xong á thì chị thấy cái người mình ha bắt đầu là chân tay nó giãn ha Nó giãn giãn nó giãn từ từ ra nó nhẹ từ từ đó Đồng thời lúc đó đó thì cái giọng nó cũng hạ xuống từ từ luôn Nhưng mà chị không đợi Chị không đợi cho cái giọng nó hạ hết xuống mà chị Kiểu như là chị phóng luôn á Chị nói bây giờ phóng xuống té gãy chân cũng chịu luôn chứ bây giờ sợ quá rồi thành ra là chị mới phóng xuống mà hên sau lúc này là chị phóng chị nói là chị không nhớ là bao 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 nhiêu cao nhưng mà chị ước lượng nó chắc nó tầm khoảng cỡ mét rưỡi hai mét thôi. đó chị phóng một cái đụi xuống mà chị còn lăn 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 nữa mất chớn lăn 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 ra xong rồi chị mới ngồi dậy mà chị mở cái cửa chị tung chị chạy ra nữa. nhưng mà khi mà chị mở cái cửa ra thì chị nghe một cái rầm. Thì khi nghe một cái rầm như vậy mặc dù là rất là sợ nhưng mà theo cái quán tính tự nhiên nó có nguyên cái âm thanh một cái rầm như vậy đó thì chị phải bất chợt chị quay qua chị nhìn thì khi mà chị quay qua chị nhìn á là chị thấy cái giá võng nó rớt xuống rồi cái giá võng nó rớt xuống mà nó nằm sọc sệt là y như là ba bốn người thảy cái giá võng lên trời mà cho nó rớt tự do xuống vậy đó đó à, chị nghe một cái rầm một cái là chị quay qua chị thấy là cái giá giỏng nó nằm sốc xếp cái võng nó cũng rớt khỏi cái giá luôn rồi à là coi như là họ buông cho nó rớt xuống vậy đó ha trời ơi bắt đầu là chị sợ quá rồi lúc này chị sợ quá chị tung cửa chị chạy ra ngoài chỗ cái 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 đám dỗ đang đang tổ chức mà đó, đó. Thì khi mà chị chạy ra đây á là cái chuyện đầu tiên á là chị chạy là chị không có kiếm với anh Nghĩa đâu mà chị thấy trước mắt á là mẹ anh Nghĩa đang ngồi nè chị bắt đầu chị chạy lại mà cái mặt chị hoảng hốt lắm. Chị nói cái bác ơi bác ơi, bác ơi bác ơi, bác ơi con gặp ma, con gặp ma. à Thì mọi người nghe kỹ nè, mình mình đang mình đang nói về cái tâm lý nè. Thì khi mà chị chạy là chị kêu bác ơi bác, con gặp ma, con gặp ma là chị đang hoảng loạn. Còn mà không hiểu tại sao mà cái người bác đó, cái người mẹ của của anh Nghĩa đó mới đứng lên mà mình thấy là còn hoảng loạn hơn chị hằng nữa à mọi hiểu tâm lý không à, đáng lẽ mình gặp ai là ma thì mình là cái người mà thấy người ta vậy thì mình nói ừ là sao con ừ con gặp sao à, còn không đâu cái mẹ người mẹ của anh nghĩa là mới bắt đầu nghe chị la con gặp ma con gặp ma đó thì mẹ anh nghĩa mới đứng lên cái gì con nói cái gì ma hả ma sao sao đâu con gặp sao sao đâu ở đâu ở đâu đó bắt nghe đó bắt nghe bình tĩnh đó bắt nghe sao 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 đó là kiểu như hoảng loạn hơn chị hằng luôn thì chị hằng tự nhiên chị đang sợ mà chị chị nghe cái người bác có làm gì bắt đầu là chị tự nhiên chị đứng hình luôn ủa ủa vậy ai là người gặp ma trời ủa vậy ai là người gặp ma đó thì bắt đầu là chị mới kể lại vậy cũng bình tĩnh chị kể lại ừ con nằm chỏng rồi con thấy cái bóng đen đi vô con cái dáng giống giống anh nghĩa rồi con tưởng anh nghĩa vô rồi à, con bị đờ con bị đè rồi con bị đưa lên cao vậy 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 đó thì lúc này đó là cái mặt của người mẹ anh mẹ anh nghĩa nè bắt đầu là hơi nhăn nhăn lại nhăn ở đây đó, không phải là nhăn theo kiểu là không tin mà nhăn ở đây là nhăn theo kiểu là khó chịu mà bực bội cái gì đó đó ngưng lại tầm khoảng cỡ 5 tới 10 giây đó thì mẹ anh nghĩa mới tiến tới hai ba bước thôi là tiến về cái hướng cái phòng nó hai ba bước thôi xong mới bắt đầu là nói mà kiểu như nói với nói với vô trong cái phòng á thôi nha người yêu của nghĩa đó không ai xa lạ đâu nha cũng có làm vậy nha để nó sợ nhau người yêu của nghĩa nghe chưa quậy phá quá nha đó là nói mà nói dớ dớ vô vậy đó rồi xong rồi mới quay qua bắt đầu là thôi không sao đâu con không sao đâu con cái này để 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 sau này đi sau này rồi bắt kể con nghe sau này bắt kể con nghe đó rồi bắt đầu là cũng kêu nghĩa lên mày chở mày chở hằng về coi nó mệt rồi nè về về cho nó nghỉ đi sáng giờ nó phụ nó phụ nhà mệt rồi không có nhậu vậy kìa nữa hết đứng lên lẹ lẹ nhanh lên à, thì anh nghĩa này anh cũng ngồi kiểu như đang nhậu mà nói Ờ, ôi má ơi thì chút xíu đi uống ly hai ly nữa về trời ơi bạn bè đang ngồi mấy chú này nọ đang ngồi lớn hết trơn à tao nói rồi đứng lên mình chở nó về liền nhanh lên đi liền không, không có cãi cãi là có nghĩa là cái cái người mẹ chị hằng này là với cái người mẹ của anh nghĩa này là dứt khoát là phải chở chị hằng về liền đó chứ không có để nán lại thêm một phút giây nào đó thì cái tâm lý của chị hằng lúc này là chị cũng ngơ ngác luôn chị cũng ủa sao kỳ không hiểu tại sao hết trơn đó không có hiểu bất kỳ cái gì hết trơn đó à là cũng đứng ngơ ngác rồi bắt đầu anh nghĩa anh cũng trở về bình thường luôn đó à, rồi đó là cái câu chuyện thứ nhất mà chị nói là chị gặp ma ở nhà của anh nghĩa à, thì lúc này thì chị vẫn tiếp tục quen anh nghĩa như bình thường à, tại vì trời ơi mới lần đầu tiên không lẽ giờ nhà bạn trai mình người yêu mình có ma rồi không lẽ mình chia tay biết đâu sau này là mình cưới ổng về thì mình ra riêng đúng không kiểu như đâu có gì đâu mà lo lắng đúng không rồi tới cái lần thứ hai cái lần này thì chị không nhớ lần này thật sự chị nói chị không nhớ là chị À, qua nhà dịp gì chắc là qua chơi thôi kiểu như là cuối tuần qua chơi hay sao thôi thì à, chị cũng đang ngồi chơi rơm rã lúc này không có đông bữa trước đám dỗ thì đông thôi chứ lần này thì ở nhà cũng quanh đi quẩn lại là à, cũng có vài người trong gia đình thôi. À, thì bắt đầu á lúc này là chị đang ngồi chơi á, thì bắt đầu là chị mới chọt bụng nè mới mình nói là đi cầu đó chọt bụng đi cầu đó thì chị mới hỏi xin phép là mới đi hỏi cái cái toilet ở đâu để mà đi đó thì ngày xưa thì nhà nói nhà giàu giàu chứ À, cũng chưa có cái toilet nữa chỉ là có cái cầu cá thôi đó là cũng một chị chị hằng cũng bốn mấy tuổi mà hả lúc chị hằng mười mấy tuổi là cũng ba mấy năm về trước rồi đó không là xuống cầu cá thôi thì chị mới đi lon ton xuống cầu cá cầm giấy nọ đi xuống lon ton cái cầu cá gì đó thì bắt đầu thì cái chuyện mà chị đi vô đó chị tiêu tiểu sao thì mình cũng không tải chi tiết làm gì ha thì bắt đầu là chị ngồi nè lúc này là chị ngồi xuống rồi và chị cũng đang trong cái quá trình chị đi rồi đó thì chị đang ngồi thôi mà chị nói á, cái cái giờ là cái giờ giữa trưa À mọi người có từng có từng từng đi cái cầu cá mà vào giữa trưa chưa, chưa? Là mình nói ha, là chỉ có cái nó nó khác cái ban đêm là nó có ánh mặt trời thôi chứ còn lại á, là nó im như tờ. Nó im phăng phát luôn mà nhìn cái cảnh xung quanh là nó rộng kiểu như là đồng ruộng mọi người, nhìn là nó bao quát hết mà nó rộng mà nó im ru à. Nghe đâu là tiếng chim hót này nọ rồi thôi chứ không có nghe cái tiếng gì hết trơn đó. Đó thì chị cũng ngồi, nó chị cũng ngồi chị cũng đi vậy nè. Thì lúc này đó là bắt đầu á, là chị nghe cái tiếng người là Không biết là có phải kêu chị hay không thì chị không biết Mà chị nghe vậy nè Ê à, Mà nghe lớn lắm nha Mình ở đây mình không có hét lớn Nhưng mà cái lúc đó chị nói là cái tiếng kêu lớn lắm Ê à, Là kêu vậy đó Thì chị kêu ê cái bắt đầu chị giật mình nói, Trời, Ủa ai vậy ta không lẽ Giống như là người ta đang kêu mình giống như là đợi mình ngồi mình đi Phụ nữ thì đi lâu lâu rồi nó đợi lâu quá người ta hối đúng không Thì chị cũng nhìn xung quanh chị tính là chị kêu ở chờ tôi một chút này nọ rồi đó Thì chị nhìn xung quanh Đâu có ai đâu Mình đã nói là ngay đồng không mong quạnh Mà nhìn giáp vòng một cái thôi là thấy hết rồi Đâu có mà lùm cây bụi cỏ gì đâu Nhìn xung quanh cũng không có ai Bắt đầu chứ nói sao kỳ vậy ta Sao kỳ vậy ta ngồi cũng cầm măng măng Cái cái cái, cái giấy gì nè Sao kỳ mình nghe rõ ràng không lẽ mình lãng tai Thì sực á, cái lúc này thì chị mới nhớ Tới cái lần đầu tiên mà qua bên nhà ông Nghĩa Mà gặp cái bóng á, là như câu chuyện đầu đó Thì chị hơi ấn ớn có nghĩa là chị hơi ấn ấn chị nó không lẽ đang nghĩ trong đầu không lẽ cái ông bữa ông kêu mới bắt đầu là chị quên liền chị sực cái chị quên liền không nghĩ tới nữa không nghĩ tới nữa ghê quá ghê quá thì chị cũng ngồi chị đi thì lúc này là chị đi cũng gần chị nói là chị đi cũng xong rồi à, cũng xong rồi cũng kiểu chuẩn bị chuẩn bị đang 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 lau chùi thôi đó thì lúc này là chị mới nghe tiếng nữa mà cái tiếng lần này là nó lớn hơn và nó sát bên chị hơn là cũng vậy đó ui à, mà khi chị nghe huy một cái này nữa đó là chị biết là ma, biết sao không? Tại vì chị nghe rõ ràng cái âm thanh này á, nó không phải là vòng quanh chị mà là nó đang ở dưới cái cầu cá nó kêu lên. Ai đâu mà đứng dưới cầu cá, ở dưới đó là toàn ba cái đồ chất thải không ai đứng dưới đó mà kêu lên như vậy. Đúng không mà biến thái nó đứng đó nhìn lên như vậy mà kêu vậy ha. Thì đương nhiên á theo cái quán tính phụ nữ chị á, chị nghe huy một cái ở dưới đó, thì chị cũng nhìn xuống chị coi có phải không? Mà chỉ nhìn xuống có ai đâu, có mấy con cá nó đang đớp đớp thôi chứ có có ai đâu Trời ơi chị nói ha là chị nói là chị không phải là mình nói mất vệ sinh gì thì chị cũng có lau chùi Nhưng mà chị nói là thường thường con gái mình là lau chùi nó kỹ lắm Nhưng mà chị nói là do chị sợ quá thì chị cũng lau là cho nó tương đối sạch thôi nó tương đối sạch thôi chứ không có kỹ hiểu không chứ không phải là mình nói là không lau chùi nha là lau chùi tương đối kỹ thôi là chị kéo cái quần lên là chị phóng một phát một đi vô trong nhà ông nghĩa luôn nhưng mà khi chị chạy vô đó đó thì anh nghĩa với lại mẹ anh nghĩa thấy chị mà chạy vô mà thở học 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 như vậy đó thì bắt đầu là mới hỏi nói uh, uh, sao rồi con gặp gì con ủa em em bị gì em rồi cái bắt đầu là mẹ chị mẹ của anh nghĩa nhạy lắm nha bắt đầu là hỏi ủa con con gặp nữa hả con gặp nữa hả thì lúc này á chị hằng chỉ không có dám nói lại tại vì mọi người hiểu tâm lý nè lần trước chị gặp chỉ nói gì xong rồi mẹ của anh nghĩa làm cái thái độ nó kỳ quá đi cái thái độ mà hoảng hốt còn hơn mình nữa thì bây giờ mình kể lại thì mất công kiểu như vậy nữa đúng không À, mất công lời là, là cái người mẹ nó phiền lòng rồi anh nghĩa này nọ đó thành ra là chị không có gì nói là không không có gì đâu không không có gì đâu tại vì con con ngồi không phải nắng quá thành ra là con chạy lẹ lẹ vô để nó nắng thôi không 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 không, không có gì đâu cả nhà không có gì đâu à, rồi cũng cũng ngồi xuống rồi cũng nói chuyện vui vẻ như bình thường nhưng mà chị để trong bụng vậy chị ghim trong bụng á vì chị biết chắc chắn là cái người kêu mình á có thể là cái đúng là cái người mà đi trong phòng lần trước luôn Đó à, đó thì sau đó cái lần đó thì chị còn chơi, chơi chút xíu á thì chị cũng đi về là đó là cái lần thứ hai hai lần đầu á là nó không có kinh dị thành ra là chị vẫn tiếp tục mà chị nói trời ơi lúc đó là chị thương cái anh nghĩa dữ lắm Ở mình gái mới lớn mối tình đầu là cái thứ nhất cái thứ hai anh này anh cũng khéo léo vui vẻ nè hoạt bát mà đẹp trai mà con nhà giàu nữa ai không mê thành ra là không phải vì cái câu chuyện ma đó mà mình chia tay đâu nhưng mà rồi tới cái lần thứ ba cái lần thứ tư nè, thì lúc này là chị mới hiểu rõ ra mọi sự việc mọi người chị nói cái lúc đó thì cũng vậy cũng hình như là cũng vài tuần hay vài tháng sau thì chị cũng không nhớ đâu thì cũng đi qua đó để mà chơi đi qua nhà anh nghĩa để mà chơi à, mình quên một cái chi tiết nữa cái lần thứ ba này đó là sau cái lần thứ hai đó thì cũng à, một hai tháng đó là bắt đầu là nhà bên kia là đã qua đưa trầu cao là coi như là dậm hỏi rồi có nghĩa là chỉ là làm một cái đám hỏi hay là không phải không phải đám hỏi đâu là đám nói thôi kiểu như đám nói là bây giờ là ở đó chính thức là ra mắt hai gia đình gặp nhau nè Đó, à, nghe ra mắt hai gia đình gặp nhau rồi bắt đầu là mới ừ là thôi để thi thoảng nữa năm hai năm nữa cho ngân hằng nó lớn chút xíu rồi bắt đầu là mới tiến tới cái chuyện hôn nhân kiểu vậy đó là qua mở lời thôi à, qua đám nói thôi thành ra là khi mà đám nói xong rồi đó thì bắt đầu là hai bên gia đình thì cũng giãn ra hơn thành ra là anh nghĩa với mới qua chị hằng qua lại qua lại y như là mình nói là y như sống thử mà bây giờ vậy đó y như sống thử bây giờ chỉ là không có cái chuyện chăn gói thôi nha ở à, ngày xưa này thì ngây thơ lắm là nắm tay nắm chân này nọ rồi có hung thì hung má nhẹ nhẹ hung trán thôi chứ mình nói là hung môi cũng còn chưa nữa à, khi nào mà tại vì mẹ chị hằng dặn kỹ lắm cưới rồi đó thì mới cho mà mà hung môi rồi làm chuyện này nọ thì làm chứ còn mà chưa cưới là chỉ nắm tay này nọ rồi thôi là coi như là hung má là giấu dữ lắm hay giấu kín luôn á chứ cũng không có dám nói ra nữa rồi, thôi bây giờ nè, bảo chị Nga là cái, cái lần thứ ba này đó Là chị Hằng chị qua đây chị chơi Thì cái lần này khi mà chơi xong rồi bắt đầu á, đang ngồi chơi vậy á, Thì anh Nghĩa mới nói nè, ủa em ơi Trời ơi anh quên nữa, quen em mấy tháng nay à, Mà mà anh quên nói trời ơi, ở, ở ngay chỗ bờ sông nè, kế bên nhà anh nè ở Gần nhà cách hình như là 5-70 mét gì đó Là nó có một cái cây dâu Trời ơi mà nó cây dâu ăn mà nó ngọt dữ lắm em ơi Nó sai trái dữ lắm em ơi Thôi mình đi ra đó chơi rồi anh hái cho em ăn thì mình ngưng lại đây một chút xíu ha một cái chi tiết này nếu mình không nói rõ thì mọi người sẽ bắt lỗi là tại vì cái dâu ở đây không phải là dâu Đà Lạt ha dâu Đà Lạt là không có trồng lên cây mà nó trồng bụi bụi dưới đất mọi người đi Đà Lạt sẽ biết còn cái dâu này thì mình không mình tự nhiên mình quên mất rồi mình quên mất cái tên gọi là dâu gì rồi nhưng mà là nó nằm trên cây mà nó chùm chùm như nè có chỗ thì gọi tên khác có chỗ thì gọi dâu mà cái trái nó màu vàng vàng nó nó chùm chùm đó. đó đó thì thì là cái cây nó vậy đó ha thì khi lúc này chị đi ra đây chị đứng đó, thì anh nghĩa anh cũng leo lên anh nghĩa anh cũng bắt đầu là anh 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 leo lên mà anh giác ha anh giác nguyên một cái thang anh giác nguyên một cái thang mà cái thang nó cũng phải là là là, là dài cũng phải là cỡ ba bốn mét đó đó là anh bắt lên anh leo lên anh hái thì bắt đầu chị đứng đây chị ham quá chị đứng đây chị ham mà thấy ông hái ông được leo lên mình không được leo thành ra là anh thì chị mới nói nó thôi thôi anh anh leo xuống đi để để em hái cho trời ơi, hái mới vui chứ đứng ngay đây hái sẵn cho ăn đâu có vui thôi để em hái cho để em hái cho đó à, thì bắt đầu á là chị mới đứng lên chị hái thì khi mà chị leo lên chị hái xong chị leo xuống cũng bình thường không có gì hết Nhưng mà chị thấy là có mấy cái trái nãy mình hái mà nó lỡ rớt xuống đó Nó đang rớt ngay chỗ mà cái cái mé sông vậy nè thành ra là chị mới khum khum chị lụm Thì lúc này hai chị nói là khi mà chị khum khum chị lụm như vậy là cái anh Nghĩa này là ảnh mới đá vô cái mông của chị <laughs> Đá vô cái mông của chị mà chị nói không phải là đá giỡn đâu mà là đá mạnh dữ lắm chị nói chị đang khum khum có cái phụ nữ mà đang mà khum khum như vậy là nó mất cái thế ha mà anh đá vô cái mông một cái mà chị phải là chị nói là chị văng là phải hai ba mét thì văng một cái trũng xuống sông luôn á đạp thiết là mạnh như vậy luôn á mà ngặt một cái là chị hằng chỉ nói là cái thời kỳ này là cái lúc này là chị chưa có biết bơi chị không có biết bơi đâu thành ra đó là chị mới là giống như là mình bị mình rớt xuống nước mà mà ví dụ như là ổng đạp nhẹ đi là mình là mình té nhẹ xuống dưới cái bờ sông đi thì nó còn được đi còn cái này ổng đạp mình văng ra hai ba mét thành ra là nó xuống cái chỗ sâu rồi mà nói đầu ngay đó, nó sâu nó cũng không có sâu qua đầu chị đâu nhưng mà tại vì chị không biết bơi thành ra cái nết sợ thôi cái tâm lý cái người không biết bơi là như vậy đó bắt đầu chị la ơi 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 bắt đầu chị chìm xuống cái chị cái chân chị đạp xuống đi dưới bùn xong rồi chị mới đẩy cho cái người chị nó bay lên xong rồi nó chòi đầu lên cái chị la ơi 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 gì đó nhưng mà cái anh nghĩa này nó không có cứu cái anh nghĩa này nó không có cứu mà chị nói là trong cái quá trình mà chị chòi lên chòi xuống gì đó chòi lên sụp xuống chòi lên gì đó thì chị nhìn cái anh nghĩa anh nghĩa anh đứng trên đây ha mình nói trời tả lại cái cảnh mà chị nói là trời không nghĩ là ổng làm được như vậy luôn á anh đứng ha mà hai cái tay chống nạnh hai cái tay chống nạnh mà không phải chống vô cái hông như bình thường mình nhưng mà chống cao lên giống như chống tới đất vậy nè mà đứng cười, đó, rồi sau đó chị chòi lên sụt luôn chòi lên thêm lần nữa bắt đầu là vỗ tay nữa chị xuống cười chị vậy, mà không có nói gì hết trơn á mà cười thôi à mà cười cười nắc nẻ mà cười ngã nghiêng ngã ngốn cười quá trời cười luôn à, chị đây trời, cứu em cứu em cứu em à, là cái tâm lý của chị lúc này cái tâm lý của chị lúc này là chị chỉ nghĩ là ông này ông giỡn với mình rồi ông cười vậy thôi mà ông không ngờ là mình không biết bơi chứ vẫn chưa tin vẫn chưa tin là cái anh kia anh bị cái vấn đề tâm linh luôn nha à, chị chỉ nghĩ vậy thôi tại vì bình thường anh này anh quá tốt mà mọi người đâu có nghĩ đâu thì hơn sao đó là lúc này là có một cái ông à mình có một cái ông kia thì ông mới mới đi ngang mình 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 đạm tạm gọi cái ông này là tên là cái ông năm đi cho có cái tên đi thì cái ông năm á ông mới đi ngang Ổng thấy như vậy thành ra là tại vì ông này ổng lớn tuổi ông nhìn cái người nào mà không biết bơi với lại cái người nào mà biết bơi mà giả bộ chết hụt là ông nhìn ông biết ở à, thành ra là ông nhìn xuống một cái là ông biết là cái chị hằng này là cái người không biết bơi thiệt nè là ông mới nhảy xuống ông phải là nhảy xuống nữa ông chỉ đứng kế bên thôi là cách đâu hai ba mét thì ông kiểu như ông chờm chờm xuống rồi ông 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 kéo cái tay chị hằng lên thôi à chứ không phải là ông nhảy cái ổng xuống ông cú đâu thì khi mà kéo lên như vậy đó thì bắt đầu là ông năm này ông mới quay qua ông mới quay qua ổng chửi cái 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 anh này nè mà trong cái quá trình ông nhảy xuống cú á là anh nghĩa anh còn đứng cười luôn nha nhưng mà khi ông năm muốn cú lên rồi đó chị hằng lên tới bờ rồi đó là coi như là cái anh nghĩa này đổi thái độ là mới đứng đó tự nhiên đứng im mà ông, thỏ, ông thả cái tay ông thòng lọng nè chứ không có chống nạnh nữa mà ông đứng im mà kiểu như là mắt mà mắt chữ a miệng chữ o đó há hốc miệng nhín nhìn gì là kiểu như là ngơ ngác không có biết cái gì hết trơn đó bắt đầu hả cái ông năm này ông qua ông chửi mà ông chửi theo mà người hiểu tâm lý là ông chửi giống như là ông biết cái gì đó rồi đó ông biết cái gì đó rồi đó ông chửi gì nè ông chửi đó mày ha mày 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 mày, mày, mày không có quen nữa thôi mày không có quen nữa thì thôi mà mày, mày mày đừng làm vậy nha mày giỡn gì đó mày làm để con ta chết nha mày nha nha bỏ bỏ nha nha nhiều lần rồi nha nha nha, nha hai anh em mày nha thôi nha thôi nha không có giỡn vậy nha mọi người nghe rõ cái chữ hai anh em không đó thì lúc này chị hằng chị cũng nói chung là lúc này chị không có nghe rõ cái vấn đề đâu chị chỉ là sau này chị mới nhớ rồi thôi chứ còn <laughs> cái lúc đó đó là chị chỉ biết là ừ là tại sao là Ông giỡn ông đạp mình xuống rồi ổng không cứu mình mà ổng còn phải chống nạnh ông đứng ông cười ha hả nắc nẻ vậy nữa thì chị mới giận chị mới giận bắt đầu là chị mới đi về nhà luôn chị mới đi bỏ đi một đi một nước về nhà của anh nghĩa vậy nè thì anh nghĩa mới đi làm sao anh nghĩa xin lỗi anh nghĩa nói ờ à, à, em ơi tha lỗi cho anh đi anh không biết mà anh không biết mà hơi xa lỗi cho anh đi theo năn nỉ quá trời luôn mà chị giận à, chị tức chị giận đó trời ơi giỡn cái gì mà giỡn kỳ cục giỡn ác ôn là mình không biết bơi mà không có nói một tiếng nào hết cứ bỏ đi về thẳng nhà vậy luôn đó à. thì khi mà đi về tới đây đó là bắt đầu là nó có cái chuyện nữa nè khi mà đi về tới đây đó là chị hằng chị mới gặp mẹ của anh nghĩa đang ngồi ở nhà nè thấy mình ước cái bắt đầu là À, mẹ anh nghĩa cũng chạy ra hỏi con bị gì mà bổ tắm xong hay gì mà ướt nhẹp vậy thì chị mới tức lúc này là chị tức chị khóc ha chứ hồi nãy là chị không khóc lúc này là chị tức chị tức chị khóc chị mét á chị nói ờ anh nghĩa anh vậy vậy đó anh giỡn con mà anh đạp xuống sông mà anh không cứu con mà anh đứng anh cười cười vậy đó thì bắt đầu mọi người chú ý nè bắt đầu á là mẹ anh nghĩa bắt đầu là cái mặt mà là má đanh là cái mặt anh nghĩa là là đanh lại mắt là kiểu như là nhìn mà kiểu như liếc liếc chị hằng xong giống như là nhìn lén chị hằng nhìn cái thái độ chị hằng sao cái chị hằng vừa nhìn cái là bà nhìn chỗ khác đó là bà đợi anh nghĩa về xong bà chửi anh nghĩa mà bà chửi theo cái thái độ giống như là bà chửi mà chửi cho chị hằng thấy là bà có chửi gì đó à mọi người hiểu tâm lý ha nắm bắt tâm lý chỗ này ha là nói mày 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 nha mày, mày 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 không giỡn nghe không nó, nó nó không biết không biết bơi mà mày mày đạp nó xuống cái này chết đuối không 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 giỡn nha nha không biết giỡn nghe không trời ơi giỡn gì ác vậy mà cái thái độ chửi ấy, mà vừa chửi mà mắt vừa chửi xong rồi đang chửi anh nghĩa gì nè mà con mắt thì liếc 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 qua bên chị hằng giống như là đang diễn cho chị hằng coi là mình đang chửi cái ông nghĩa đó vậy đó là kiểu đang chửi con mình vậy đó đó rồi sau đó bắt đầu anh kia anh cũng đứng đó anh cũng dạ 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 con biết rồi dạ con biết rồi con biết rồi đó ổng nói mà ổng ngáo ngơ ngáo ngác rồi à, hình như là trong cái quá trình đó ảnh không có biết cái gì hết trơn anh với anh nói dạ con biết rồi dạ con biết rồi con biết rồi kiểu vậy thôi đó rồi sau đó cũng thay đồ cũng mượn đồ ở nhà cũng cho chị hằng mặc tay ướt rồi mà đó thì cũng cho anh nghĩa chở chị hằng về rồi chị hằng cũng bắt đầu là leo lên mà ngồi cách ra xa vậy nè mới đầu thì cũng ngồi sát sát đúng không bây giờ ngồi tuốt ra đằng sau rồi nè giận về tới nhà giận coi như là giận cũng cả tháng trời đó nha thì trong một tháng này đó là nó mới có thêm một cái chuyện này xảy ra nữa là cái ông năm hồi nãy mình nói mà cứu chị hằng đó thì ông năm này ông hôm đó không biết ông đi đâu đó bình thường là ông không có đi ngang đó nhưng mà cái hôm đó ông đi đâu đó thì ông mới vô tình ông ghé vô cái tiệm tạp hóa của chị hằng để mà ổng mua hình như là mua gói thuốc hay là mua cái gì đó không nhớ chị hằng không nhớ đâu thì khi mà gặp vô vậy đó thì bắt đầu là ông năm ông mới bất ngờ tại vì trước giờ ông không có biết là nhà chị hằng ở đây à, ông nói ủa à, bé hằng bé hằng à, mày là, là 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 người yêu của của nghĩa đúng không của nghĩa đúng không nói, dạ dạ con này con này hôm bữa hôm bữa, bữa chú chú cứu con đó bữa chú cứu con đó à, thì nói xong bắt đầu là ông này cái mặt ông căng thẳng lại bắt đầu ông nói thôi À, chú thì không phải là 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 bà con gì với nghĩa đó mà chú với con thì cũng không có thân thích nhưng mà cái này thì chú không có muốn nói nhưng mà giờ chú không nói ra thì chú ấy nấy lắm à, thì thôi giờ con giờ chú nói cho con nghe nhưng mà con cũng bỏ qua nha con nghe không được thì con bỏ ngoài tay đi à, tại vì chú thông cảm với chú chú không nói chú cắn rất lương tâm lắm à, nhưng mà đừng có trách chú nha chú là chú nói thật lòng thì khi mà chị hằng chỉ nghe chị nói ủa gì kỳ vậy nói không có hiểu đầu hiểu đu gì hết thì cũng lóng cái lỗ tai lên nghe thì cái chú này mới nói đó, à, đó giờ Nghĩa nó có nói với con là nó có thằng anh không? Thì chị Hằng nói dạ dạ có cái cái người anh mà đã mất mà do bị bệnh gì đúng không chú? Nó bệnh đâu bệnh con ơi, nó thắt cổ tự tử nó chết chứ bệnh đâu bệnh con ơi, trời ơi, nó nói xạo con đó, à, thắt cổ nó chết đó trời ơi mà nói ha cái thằng đó ha, mà lúc mà nó còn sống mà, nó nổi tiếng nhất cái sớm mà dưới đó luôn con trời ơi trời nó quậy phá mà nó vừa quậy phá là coi như là tứ đổ tường cái gì cũng chơi hết ha mà cái nết nó nết nó y như là nó là nó còn nhỏ mà y như là nó không có nội người ta vậy đó ai mà hả không có vừa ý nó là nó xách dao nó chém mà ở nhà nó cũng vậy mà ai không vừa ý nó là nó cũng xách dao nó chém nguyên một nhà đó cả nhà đâu có ai ưa nó đâu con rồi không biết là nó bị thiếu nợ thiếu nần gì chứ không biết rõ nữa nhưng mà hả nó thắt cổ nó chết rồi sau khi mà nó thắt cổ nó chết đó thì chú thấy có mấy cái chuyện lạ lạ trong cái gia đình đó ừ, Chú thì chú cũng... Trời dạ ơi cái phần <laughs> cái phần của chú là phần nghèo hàng mà chú đâu có dám lại chú nhiều chuyện đâu Nhưng mà chú thấy là hình như là là nghĩa con của bà đó mà, mà người yêu con đó hình như là nó lúc mà sau khi thằng anh nó chết đó Không biết là nó có phải nhớ thương anh nó hay là nó bị cái gì hôn á chú không biết nha Chú không biết nha mà nó khi này khi khác con ơi nó khi này khi khác con ơi à, có lúc thì nó dễ thương lắm Trời ơi nó gặp chú nó chào hỏi nó ôm hung mày nọ đồ có hôm nó thương chú nó mua cho chú gói thuốc ly cà phê nữa. Rồi cũng có hôm á mà nó nhìn chú nó nhìn có nửa con mắt à con ơi. Nó chửi chú mà nó chửi gì mình nói là chửi kỳ lắm con ơi này nọ rồi đó. Ông nói ông đứng ông nói gì đó thì thôi chú cũng khuyên con thì à, nói không à, được á, thì à, kiếm người khác quen đi chứ chú thấy cái nhà đó à, không được đâu con ơi thì đó chú có mấy lời thì chú muốn nói với con vậy thì, <laughs> con tin hay không á, thì cũng tùy con nhưng mà này là những lời đó của thật lòng của chú chứ để sau này à, con về cái nhà đó rồi thì con bị cái gì đó mà mà chú nhìn chú ở cũng kế bên nhà chú thấy chú sót rồi chú cắn rất lương tâm à, đó, thôi thôi con tin hay không tin á, thì à, tùy con nghe nhưng mà thôi con đừng có nói lại với nhà đó nha à người ta có quyền có tiền người ta chèn ép mấy người nghèo lắm con đó thì thôi cho con nghe không nghe thôi con để trong lòng nha đừng có nói cho ai nghe nghe đó là nói xong cái là trả tiền xong là chú này lẹ lẹ lẹ, leo lên xe chạy đi liền luôn chị hằng lúc này chị đứng ở đây là coi như là ngơ ngác chị đứng ở đây chị ngơ ngác chị nói ủa sao kỳ vậy ta ủa ông này ông nói thiệt ông trời mà đúng thiệt là chị hằng mới ông này có hai lần là lần trước cứu chị hằng lần này mua cái thuốc à chứ không có nhớ cái gì nữa hết trơn nó không có quen biết cái gì nữa hết trơn đó thì chị hằng chỉ mới nói ủa sao lúc trước ông nghĩa ông nói với mình là ông anh ông bị bệnh chết mà ta đâu phải thắt cổ tự tử đâu ta rồi nói là cả nhà thương dữ lắm mà không có cho mình nhắc tới ông kia nói thương dữ lắm mỗi lần nhắc tới là buồn mà sao ông này ông nói là lúc ông kia còn sống là ở nhà ai cũng ghét hết mà sao kỳ vậy nói chung là nó bối rối nó hoang mang quá đi à, thì đó cũng chỉ là một cái câu hỏi một cái câu hỏi bỏ ngỏ trong lòng của chị hằng thôi chứ chị hằng cũng không có biết được sự thật là gì cũng đâu có dám hỏi mọi người không lẽ tới hỏi ở à, nghĩa có ông kia nói ông anh của anh thắt cổ tự tử hả nó kỳ quá đi đúng không <laughs> rồi bắt đầu á, là lúc này là tới một cái câu chuyện cuối cùng mà dư tại vì cái câu chuyện này là mà chị nói là chị quyết định là chị kiểu như là chả luôn á kiểu như là chả 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 cái gì mình gọi là cái gì ta chả mâm quả đó chả quả hay nọ đồ luôn là không có tiến tới hôn nhân luôn á cái lần này thì chị cũng qua bên nhà anh vậy này chơi thì lúc này nói chung là ông kia cũng khéo lắm trời giận chứ ổng khéo lúc mình cua bà hằng sau là sau này cũng khéo mình cũng mười cũng biết ha tới bắt đầu là nói ngon nói ngọt mà con gái thì làm gì con gái thì yêu bằng cái lỗ tai thành ra là nói ngon nói ngọt này nọ đồ thì chị hằng này cũng xìu mới đầu cũng căng lắm nhưng mà rồi cái gì cũng xìu thôi đó rót mật vào tay mà thì từ từ thì cũng hết giận thì cũng dâm bữa nửa tháng đó thì cũng qua bên lại nhà của uh, anh nghĩa này để mà chơi như bình thường à, như lúc trước là cứ hai ba tuần là qua ăn lần có khi từng lễ quăng lần rồi thì lúc này nó mới xảy ra cái câu chuyện như thế này nè cái hôm đó chị đi qua nhà anh nghĩa chơi thì lúc này á, là không có có ra cái chỗ mà cái cây dâu để mà hái dâu nữa mà đi ra một cái chị anh chị, chị hàng kia gọi là cái cái vườn tiêu mà tiêu tiêu lớp À, mình thì mình không có biết tiêu lớp thì mình nghĩ là chắc mọi người biết là chị nói là cái tiêu lớp nó cũng kiểu như nó leo leo mà nó cao như mấy cái vàng giống như là mướp bí gì đó mà nó cao lắm nó cũng cao y như là cái cây dâu vậy đó à, thì bắt đầu anh anh nghĩa anh mới kêu ra đó để mà hái thành ra là chị ra chị nói hai trời ơi cái tiêu lớp nó thơm lắm cái tiêu lớp nó khác như là cái tiêu xanh mình hay ăn mà cái tiêu lớp nó nó, nó thơm lắm kìa mà đâm muối tiêu hay muối ớt ăn lại bá cháy luôn á À, thành ra là chị ra bắt đầu là chị cũng bắt đầu anh nghĩa cũng đem cái thang cũng là cái thang đó, đó cũng đem cái thang ra leo cũng trèo lên thì lúc này là chị cũng hơi sợ sợ rồi chị nhớ về cái lần trước thì chị cũng hơi sợ sợ rồi, à, nhưng mà khi anh nghĩa leo lên là chị nói cái tiêu đó là đúng ra là mình không có được bẻ <laughs> xin lỗi mọi người ha là mình không có được bẻ mà mình phải lặn à mọi người nào ở dưới miền tây chắc biết là bẻ là nó khác với lặn nha lặt là nó sẽ ngon hơn có những cái cái loại rau cũ mình phải lặt nó mới ngon hơn còn mình bẻ nó không mới ngon thì chị nhìn lên chị thấy ông này ông bẻ không à ông cầm cái rổ mà ông bẻ bặt 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 không lướt xuống đó trời ơi trời cái tiêu lớp này mà bẻ vậy xuống làm gì còn ngon nữa thành ra là chị mới nói chị mới kêu hỏi anh ơi anh xuống đi trời ơi tiêu giường tiêu nhà không biết bẻ nữa cha cha thôi để em đó em leo lên cái này là mình phải lặt mình phải lặt mình bỏ vô từ từ vậy đó nó, nó mới ngon chứ còn anh bẻ ngang ngang xương vậy nó không có ngon Thành ra anh nghĩ anh cũng tuột xuống anh cười cười anh gãi đầu nó trời ơi đó giờ anh đâu có ra đây đâu ai biết em biết cái đâu em giỏi bộ dữ nha là coi như lúc này là bình thường nói chuyện hai người nói chuyện bình thường thì chị mới leo lên chị leo lên chị chị nói chị lặt một hơi một hồi đâu cũng năm bảy phút là cũng 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 đầy cũng gần đầy cái rổ hay sao đó thì chị lặt lặt thì lúc này là chị mới quay xuống chị mới quay xuống chị đưa cái rổ xuống chị nói nè anh ơi cầm cái rổ cho em rồi đưa cái rổ khác đi lên em lặt tiếp thì chỉ nói ha chị vừa quay xuống ha là chị nói ông Nghĩa ông không còn đứng ở đó nữa Chị bắt đầu chị nhìn giáo giác chị nhìn đó là chị thấy ông Nghĩa ông đang đứng cách cái thang đó, đó là cỡ cỡ 5-7 mét đó Chị nói tự nhiên ông đứng đó làm gì nó anh ơi anh ơi anh ơi làm gì đứng đó vậy anh Nghĩa anh Nghĩa ơi Ông Nghĩa ông không có trả lời ha mà chị nói mà chị vừa kêu xong ông này ông bắt đầu là cái mặt ông đanh lại ha Cái mặt ông đanh lại mà con mắt ông lồng lồng lên như nè cái mặt giữ lên như nè bắt đầu bắt chớn chạy Bắt chớn chạy sọc 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 tới như nè mới bay lên đá cái thang bay lên đá một hai một cái bạc một cái ha, trời ơi mọi người nghĩ là từ cái độ cao 4 mét à, độ cao 4 mét là chị hằng bắt đầu là đá một cái bạc cái cây thang cái đó là chị hằng mới đầu là ngã ngửa té qua liền rớt cái độ cao 4 mét rớt một cái bạch xuống chị nói trời ơi trời không biết phải bà đỡ hay không hay chị hên á mà chị rớt vô cái đống củi mà hên cái chỗ là cái củi này là cái củi dừa à cái củi dừa mình nói là cái củi mà cái củi bằng cái củi cây á khúc củi cây của mình mà nếu mà khúc củi cây chị rớt xuống chắc chị gãy xương chị chết rồi mà hên sau cái này là cục cái củi dừa nó cứng á, thì đồng ý nó vẫn cứng nhưng mà dù gì á, cái củi dừa nó cũng mềm hơn cái củi kia thành ra là chị mới té xuống đó mà may mắn chị không chết thôi ha mà chị nói ha, mấy cái gai của dừa nó đâm chị là y như mất gừng y như là sơ mất gừng nghĩa là chị nói là nát bét luôn trời ơi chị nằm ở đó mà chị trời ơi chị không hiểu cái vấn đề gì nó đang xảy ra mà vừa đau đớn thể xác mà vừa kiểu như là gọi là sang chấn tâm lý là cũng không hiểu lý do tại sao ông nghĩa ông làm vậy luôn đó À, bắt đầu là nhớ lại những cái lời của ông Năm là biết bao nhiêu cái suy nghĩ nó chạy trong đầu của chị. 5-7 phút sau ha, trong cái quá trình 5-7 phút này ha, cái ông Nghĩa đó ông đứng cũng vậy, nó chống nạnh lên cười. <cười> rồi chỉ vô cười, dỗ <laughs> đùi vô ta. đã đứng cười, trời ơi cười nắc nẻ, cười ngã nghiêng là cười gớt, nằm xuống ôm bụng cười khắc 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 vậy đó. Mà không nói một tiếng nào hết, đứng cười không vậy đó mà cười 5-7 phút đồng hồ mọi người tưởng tượng đi. Thì lúc này mẹ của anh Nghĩa lại tiếp tục là mẹ của anh Nghĩa mới chạy ra à, Thì khi lúc này mới chạy ra thì tự nhiên mẹ anh Nghĩa chạy ra thì ông bắt đầu Ông lui cuối ông ngồi với bắt đầu Ngay cả mẹ của anh Nghĩa và anh Nghĩa lúc này mới lại đỡ chị Hằng lên Chị nói là trong cái quá trình đó chị nằm xảy lai thôi à Chị tưởng đâu là mình gãy hết xương hết tay mà ai về là chắc mới rớt nó hoảng loạn quá thành ra là mình cứ tưởng đâu gãy tay ai về không có gãy Mà chị nói lúc này hai cái mặt ông Nghĩa là vậy nữa Ngáo ngơ ngáo ngác không có biết cái gì trên đời hết ngáo ngơ ngác bắt đầu ôi em ôi em bị gì em bị gì em đó thì bắt đầu là mẹ của anh nghĩa mới quay qua chửi nữa mà lúc này hình như là cái cái mẹ của anh nghĩa lúc này bả chửi mà bả chửi hơi lố nè thành ra là chị mới nghe được những cái từ ngữ mà sau này sau này thôi sau này chị nghĩ lại thì chị mới kiểu như là thấy logic thôi chứ còn lúc đó là chị không hiểu cái người mẹ này chửi gì nè nó mày nha mày 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 giỡn nữa nha đã cái lần trước tao nói mày rồi là mày mày giỡn như đừng có giỡn ngay mà mày lần giỡn ngay nữa trời ơi té từ đó trên rồi gãy tay gãy chân nhỏ hết mày nha mày nha sao mày chưa tha cho nó nó sao mày chưa tha cho nó nữa à cái câu này sao mày chưa tha cho nó nè cái câu này là mới nó bắt đầu là kiểu như là không phải là bả muốn nói đâu mà như là bả nói hơi lố á thành ra là bả vừa nói xong là bả bụng miệng không kịp liền bả vừa nói xong cái bả ngưng ngang các bạn bả lấy cái tay bả ôm cái miệng bả liền nè cái bà nói là mày mày bắt đầu cà lâm liền mày, nha chơi 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 giỡn hết kiểu đó không được nha đó rồi sau đó lại bắt đầu là bắt đầu là người mẹ này mới đỡ chị hằng vô trong nhà mà chị nói ha là từ cái khoảnh khắc đó là không còn thương yêu gì nữa hết trước đó là chị nói chị thương yêu dữ lắm chị nói là chị nói thiếu điều mà không có ông nghĩa là ông chỉ chết thương yêu cỡ đó đó mà cái lần này chị nói rồi xong không có thương yêu cái gì nữa hết mà nhìn ông nghĩa mà hả sợ luôn á không có để cho ông nghĩa tới gần luôn tới gần cái là chị bắt đầu là chị sợ luôn á tại vì cái thái độ mà lông sòng sọc con mắt này lên ha rồi chạy tới đá cái thang ha, rồi té xuống rồi chống nạnh rồi cười chỉ thì nọ đồ cái con mắt đó lồng lên nhìn thấy ghê lắm kìa là chị rất là sợ rồi chị nói ha bắt đầu là người mẹ vô cũng ngồi khuyên này nọ là thôi cái tật nó vậy nó con con thấy thường ngày nó dễ thương lâu lâu nó nó nó, nó dẫn nhây này nọ thôi con cũng bỏ qua cho nó thanh niên mà con thôi để để bắt kêu nghĩa nó chở con về ha rồi nó xin lỗi con rồi nó xin lỗi mẹ của con luôn nha rồi vài bữa nữa bắt qua bắt xin lỗi bên bên nhà bên 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 mẹ con nha trời ơi, chị hằng nói lần này chị không chịu chị dứt khoát chị không chịu chị dãy đành đạch chị nó thôi bác bác nhờ người khác chở con về đi con không để cho anh nghĩa chở con về đâu con sợ lắm ơi con quỳ con lại bác bác ơi bác kêu người khác chở con về đi dãy đạch 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 lên vậy đó đó thì bắt đầu là hết bây giờ là hết cách rồi thành ra là bác này bắt đầu là mới kêu người khác chở chị hằng về giùm và khi chở chị hằng này giùm ha bắt đầu lúc này là chị hằng mới nói hết tất cả mọi chuyện cho mẹ chị hằng nghe còn trước đó là do quá yêu anh nghĩa đi Thành ra là không có dám nói lại Mà bây giờ bắt đầu là mới nói nè Tại vì cái câu chuyện là nó quá Nó quá sức kinh khủng rồi Thì khi mà nói lại cho mẹ chị Hằng nghe đó Thì về những cái vấn đề mà tâm linh Thì cái thời điểm này là mẹ chị Hằng chưa có tin À mẹ chị Hằng chưa có tin đâu Nhưng mà nghe cái thái độ mà cái chuyện mà ừ là Đẩy con mình rớt xuống sông rồi Xong rồi đẩy con mình té từ độ cao 4 mét rớt xuống vậy đó Là mẹ chị Hằng mới nghĩ là Cái ông Nghĩa này là ông bị tâm thần ổng bị giống như là ổng bị tâm thần mà không phải kiểu như tâm thần xong không nói đi giống như là mình nói là vũ phu à vũ phu này nọ đồ quýnh bây giờ là mới quen thôi mới yêu mà chưa đám hỏi nữa mới đám nói thôi mà nó làm con mình vậy rồi cưới về cái nó quính con mình là nhìn không ra mẹ nó luôn á ở thành ra là đó thôi bây giờ nè tao nói với mày đó mày mày cũng mày mày nhìn mày thấy rồi đó ha tao không cần nói nhiều ha mày lớn rồi ha trả lễ trả xính lễ lại trả quả đi không có mà nói hỏi cái gì nữa hết trơn không có cưới gì đâu Mày mà cưới nó về á, nó quýnh mày là không ra hồn luôn đó Mày coi cho không, mới vừa yêu thương nhau mới có mấy tháng nay thôi Vừa mới đắm nói thôi mà nó đã ra cái lộ ra cái vũ phu của nó rồi đó, mày coi không Trời ơi là chị nói chị đứng xếp re, chị không có trả lời trả lời gì hết Tại vì mẹ chị nói quá đúng Mà còn chỉ là chỉ riêng cái phần về cái tâm linh mà tại sao cái ông đó bị vậy vậy đó Là mẹ chị không nói tới thôi, còn về vấn đề vũ phu là đứng nói Đâu có chị đâu có dám cãi đâu, mà chị lúc đó chị cũng đang sợ nữa mà là coi hao mấy ngày sau bắt đầu là kêu người nhờ người tới hẹn tới nhà rồi trả lễ lại nói ừ là chửi luôn mẹ chị hằng là chửi luôn tại vì nó nào ngay nói đúng ra là mẹ chị hằng cái thời điểm đó là chưa có tiền mà cái nhà kêu quá giàu đi thành ra là theo như cái phong tục việt nam mình đó, là lúc nào cái người kiểu như rồng đến nhà tôm thì cái con tôm lúc nào nó cũng công người lại so với con rồng hết trơn đó còn lần này không có đâu con tôm này là đang là con tôm hùm rồi bắt đầu là ngồi chửi luôn đó bà coi đó bà coi đó nè nè nó làm con nó làm con tôi nè dơ tay dơ chân chị hàng nè nè nó xâm như mất rừng nè trời ơi nó đẩy nhỏ từ cái độ cao 4 mét gớt xuống đó chị coi coi vậy đó chị coi vậy đó thôi bây giờ nha tôi trả lễ tôi không có cưới hỏi cái gì nữa hết trơn đó rồi, nó về mới đầu là ỷ gia đình giàu có rồi hà hiếp con tôi quýnh con tôi hả tôi nghèo tôi chịu có ra không ra có cháo không cháu chứ không không có làm để mà cho tôi bán con tôi cho gia đình cô tôi bán con tôi cho gia đình chị đâu không có đâu không có đâu trả lễ đem về trời ơi bên này ha năn nỉ quá trời luôn mà cái thái độ mà của mẹ của mẹ mà mà bạn anh anh nghĩa mà năn nỉ đó là giống như là phải dùng mọi cách để mà cưới được chị hằng này về mọi người hiểu không giống như là xin lỗi đủ thứ trò bắt đầu là nâng tiền xin lễ rồi bắt đầu là hứa hẹn đủ thứ trò trên đời rồi nói cho đất cho nhà cho tùm lum cho hết chân á là dùng đủ mọi cách để mà cưới được chị hằng thì thôi đó thì đâm ra lúc này chị hằng chỉ càng ngày càng sợ tiền á thì ai không ham nghe nói cho nhà mặt tiền mà rồi cái thời buổi đó mà cho nhà mặt tiền rồi, rồi cho làm ăn rồi chia doanh thu rồi nọ đâu ham chứ lúc đó là mẹ mình đỡ khổ rồi nọ rồi nhưng mà mình nghĩ tới bây giờ hả hứa chia vậy về, về còn cái mạng hôn để mà sử dụng nè đó nó mới là một chuyện nè thành ra là chị sợ lắm chị ngồi xếp re luôn là mẹ chị cũng vậy mẹ chị nói không không, không 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 có mà xính lễ không có cho nhà cho cửa gì hết tôi không có bán con tôi không có bán con thôi 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 chả thứ lễ đi về đuổi 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 về liền luôn À, thì khi mà đuổi về thì bắt đầu ha lúc mà bước ra khỏi cửa nhà ha mẹ của anh nghĩa chửi anh nghĩa không ra cái gì luôn chửi đó mày thấy chưa mày thấy chưa tao nói mày hoài tao dặn mày hoài cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi tao dặn mày hoài đó là nói những cái câu đó đó nha đó à, là gia đình bắt đầu là chị hằng với lại mẹ chị hằng thì cũng không có hiểu cái gì hết sau này nhớ lại mới hiểu sau này ngồi kể cho mình nghe thì mới hiểu thôi thì cái phần hiểu là hiểu cái gì thì chút xíu nữa mình nói sao thì lúc này ha là bắt bắt đầu ha chị hằng nói ha ba ngày đúng ba ngày là bắt đầu anh nghĩa anh quang lần ba ngày nghĩa qua 1 lần ba ngày qua nghĩa quang lần qua bắt đầu là mình nói là quỳ trước cửa quỳ trước cửa cái tiệm tập quá luôn á mà năn nỉ luôn á mà chị hằng tuyệt đối là không thấy anh nghĩa đi từ xa là trốn vô sau buồn kêu mẹ kêu mẹ ra tiếp chứ anh là chị hằng dứt khoát là không có tiếp đó mà lúc này á nói đầu ngay á là chị hằng sau nhiều lần mà anh này ảnh ảnh anh, 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 anh năn nỉ á đã mình nói là con gái bằng lỗ tai mà rót mật vào tai mà cũng cũng bắt đầu là cũng siêu siêu lòng đó nhưng mà cứ siêu siêu lòng cũng tính bước ra là đỡ anh lên là coi như là tiếp tục cái, cái chuyện tình rồi nhưng mà trong đầu cứ nghĩ về cái vẻ mặt của cái anh đó khi mà anh đẩy mình xuống rồi anh đứng anh cười là coi như là dựng lại liền luôn đó à, là coi như lúc này là chọn lý trí không chọn con tim đó À, là coi như sợ thành ra là chị nói trời hơn đó hơn là cái lúc đó đó là chị 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 nghe theo cái lý trí của mình đó. chị vẫn tin được chứ không bây giờ chắc là chị chết luôn rồi chứ không phải là giỡn đâu à, rồi từ từ dần dài rồi, rồi cũng thôi rồi sau này bắt đầu là cũng vài tháng sau thì cũng từng lễ tới một lần rồi vài tháng sau cũng bảy bữa 10 ngày mới tới một lần rồi từ từ thi thoảng cái cũng thôi luôn à, cũng không còn gặp đây luôn mà tới hiện tại bây giờ là chị hằng cũng chưa gặp lại cái anh nghĩa này lần nào nó luôn không biết là chết sống hay sao cũng không biết luôn À, là cũng bỏ quê đi làm ăn làm lụng suốt mấy chục năm nay không còn gặp lại luôn đó đó là chị nói về cái câu chuyện mà cái chuyện tình đầu của chị mà nói về cái câu mà chữ cái chuyện mà chuyện tình đầu mình nghe thấy nó lãng mạn đúng không nhưng mà cái chuyện tình đầu này không có vẻ là nó không có được lãng mạn cho lắm ha nó hơi kiểu như là kinh dị ha thì đây đây là cái lúc mà mình ngồi mình sâu chuỗi lại những cái câu chuyện hồi nãy giờ mình bỏ ngỏ thì theo như á, là chị hằng chỉ nói là chỉ đoán thôi và mình thì mình cũng đoán thôi và mình tin là khán giả khi mà nghe những câu chuyện này là sẽ có một cái quyết định của riêng mình ở trong lúc mà đang nghe thì có thể là cái người anh đó à, là đã nhập vào anh nghĩa hay sau đó hay là giống như á mình nói ở đây nó sâu xa hơn á là cái người mẹ đó có thể là làm cái bùa cái chú gì đó để cho đó là gì quá thương cái người con cái người anh đi thành ra là mới mượn cái thể xác của người em à, là mình nói là, là bình thường thì mày ừ mày là anh nghĩa À, mình mình ví dụ như cái ông kia ông tên là gì ta ông tên là tâm đi mình mình gọi cái tên đại đi ừ là bình thường mày là thằng nghĩa mà mày cưới rồi cưới hàng ngày nào mày chơi bời với nó nhưng mà lâu lâu là mày phải cho thằng tâm nó mượn cái xác của mày à kiểu vậy ha lâu lâu mày cho thằng tâm nó mượn cái xác của mày để mà ừ nó là thằng tâm là coi như là bà mẹ này bà không có mất đứa con nào hết luôn tuy là một xác nhưng mà hai hồn đó à, là có, ừ, có hôm là thằng tâm có hôm là nghĩa là coi như là bà không có bị mất đứa con nào hết đó à, rồi bà khi mà gặp được chị hằng thì nó là ngay thì chị hằng cũng đẹp rồi mình nói cái chi tiết đám dỗ về phụ vậy đó thì cái bà này bà thấy được Đó mà nếu mà dụ như là chỉ lấy một mình anh Nghĩa thôi Thì bà cũng không có Gửi như là bà cũng không có mà uh, thích quá đâu Nhưng mà khi mà cưới chị Hằng về là cưới luôn cho ông Tâm và cưới luôn cho ông Nghĩa luôn Là coi như một cái đám cưới thôi mà mình cưới được cho hai thằng con của mình luôn Hai thằng con mình lấy chung một một con vợ luôn Thành ra là bà mới quyết tâm như vậy Bà mới quyết tâm bà làm cái này cái nọ để mà cho lấy bằng được chị Hằng về Thành ra là bà, những cái thái độ mà mình đã bỏ ngỏ À, mình đã bỏ ngỏ trong cái câu chuyện hồi nãy thì mọi người sâu chuỗi lại mọi người thấy không nó rất là hợp lý nó rất là hợp tình hợp lý luôn mặc dù á, đây là ngay cả mình và ngay cả chị hằng chỉ nói là chỉ đoán thôi chị, chỉ đoán là như vậy thôi nhưng mà mình nghĩ là đây là cái câu trả lời thích hợp nhất à, còn mọi người nghĩ ra được cái gì đó thì mọi người có thể là cầm minh lên để cho mọi người cùng biết ha nhưng mà theo mình nó là như vậy à, và chị hằng cũng có nói thêm á, trời ơi cái lúc đó chị nói là chị hên á. bây giờ thì không còn tình cảm gì đâu nhưng mà chị nói sau khi mà chia tay á là sợ thì sợ dữ lắm nhưng mà nằm tối mình nằm mình cô đơn á thì mình nhớ về những cái lúc mà vui vẻ thì nói nào ngay thì anh đó là bình thường anh khéo léo như mình đã nói mà là nhớ về những cái lúc mà hai người vui vẻ nắm tay này nọ đồ hung má này nọ rồi thì cũng thương dữ lắm là tính là coi như là bỏ qua tất cả luôn kệ mẹ nó chết không chết kệ nó bây giờ là mình cưới về luôn đó nhưng mà hên hên sau đó là chị không có bị như vậy đó và chị nói cuộc đời của chị á là chị chỉ quen có hai người thôi cái người đầu tiên á là cái anh nghĩa đó là mối tình đầu và cái người thứ hai là cái người chồng hiện tại của chị bây giờ luôn nó chứ chị cũng không có mà quen nhiều đó, thành ra là chị nói đó đó là, đó là cái chuyện tình đầu của chị ha rồi những cái câu chuyện của chị ngày mấy hàng ngày hôm nay cũng kết thúc chỉ một câu chuyện dài duy nhất thôi trời ơi lâu lâu mới kể lại được câu chuyện dài nó nó cũng nó cũng đã mọi người nghe nó cũng đã mấy ngày nay mình toàn là kể những câu chuyện ngắn ngắn không à không phải là mình chê nha mọi người này. không phải là mình chê nói chung là chuyện ngắn á, thì nó cũng có cái hay của nó là một người mọi người có thể là trong vòng một tiếng là nghe được nhiều câu chuyện nghe được nhiều cái tình huống khác nhau còn cái chuyện dài thì nó có nhiều cái chi tiết tâm lý mà mình phải diễn tả mọi người thấy á, không phải là mình than thở gì nhưng mà để kể cái câu chuyện này á. mình không biết là mình có kể hay hay không thì mình không biết thì mọi người đánh giá giùm mình là mình kể có nghe được hay không ha mọi người hiểu hết cái tâm lý không ha tại vì khi á, mình ngồi đây á, mà mình mình muốn kể lại câu chuyện này mình nghe chuyện của chị Bị hằng bắt đầu là mình mình suy nghĩ dữ lắm mình ngồi mình phải để mình suy nghĩ ra hai ba tiếng đồng hồ đó, để mình nắm bắt được cái tâm lý của từng người à, chị Hằng thì chị Hằng chỉ kể là kiểu như chạy chạy thôi nhưng mà mình kiểu như là tại vì trước giờ mình mình trao đổi chị Hằng nhiều mình hiểu cái nết của chị Hằng thành ra là mình mình nắm bắt cái tâm lý nắm bắt tâm lý chị Hằng nè à, mẹ của anh nghĩa nè và cái ông nghĩa nè à, và coi như là ông năm luôn nhân vật phụ là ông năm luôn mình nắm bắt cái dây cái dây tâm lý như vậy thì mình để mình diễn tả cho mọi người nghe hiểu đây không đơn giản là một câu chuyện ma một câu chuyện kinh dị mà nó còn là một cái câu chuyện cũng thiên về một chút xíu tâm lý nữa mình không biết là mình có truyền tải được cho mọi người nghe hiểu hết câu chuyện hay không nhưng theo mình đánh giá đây là một cái câu chuyện nó rất là hay mà nếu mà được nếu mà nếu mà được cái này mà dựng thành phim đó, là nó còn ghê nữa cái huyền ma này cũng cũng ghê ha mọi người ha rồi đó là toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay thì nếu mọi người hay thì à, nhớ nếu mà thấy được thấy hay á thì mình à, nhớ là bình luận cho mình biết ha rồi bây giờ là cái phần phụ nè ai muốn nghe chuyện kết thúc á thì kết thúc ở đây còn cái phần cuối là cái phần mình xin nói một chút xíu về cái kênh của anh Dương Minh Sơn không biết ngày hôm qua thì có ai đã coi của anh Dương Minh Sơn không ngày hôm qua thì mình thấy tối hôm qua nó cũng là một cái buổi tối nó cũng rất là vui và một lần nữa là mình cũng cảm ơn khán giả trong kênh của mình hôm qua đó trong vòng một ngày trong vòng 24 tiếng mà kênh của anh sơn đã được một ngàn người đăng ký là đó là bất ngờ thứ nhất cái bất ngờ thứ hai á, là tối hôm đó khi mà mình kiểu như là mình công chiếu cái anh sơn anh công chiếu cái video của ảnh lên đó mọi người tin không 200 người 200 người trong đó có mình luôn mình ngồi 200 người ngồi coi mà trước khi mà coi hai là chín giờ rưỡi hay gì là vô bàn tán này nọ xôn xao này nọ là mình nói y như là trời ơi đi hội chợ ngày xưa mà hò hét nhau mà đi coi cả lương hay đi coi ca nhạc hay là đi coi phim nữa trời trời ơi, mình thấy vui ghê, mình sống là cái cảm giác tuổi thơ của mình là trời ơi anh chị em đồ ngồi bàn tán trời hội hồi hộp quá hồi hộp quá anh sơn anh cũng hồi hộp luôn mình gọi zalo mình gọi video cho anh sơn gọi anh, anh ngồi anh cười tích mắt anh nói trời ơi, hồi hộp quá không biết hồi nữa anh kể mà anh kể mà anh dốc này nọ đồ không biết khán giả có chê hay không nữa trời ơi, mình thấy cái cảm giác nó rất là vui luôn nếu mà bạn nào chưa nghe thì bây giờ quay lại tập 1 mà nghe trời ơi, mình thấy à, à, quên nữa mình cái này nó cũng hơi ấy chút xíu cái tập 1 á mình hôm qua mình coi rồi hôm qua là mình coi rồi thì mình đây là cái nhận xét của mình ha cái nhận xét của mình đối với cái kênh của anh sơn ha thì anh sơn á, thì về cái vấn đề mà anh nói chuyện cho chải thì mọi người đừng lo tại vì anh này thì mình cũng đã nghe anh kể chuyện mà gửi về cho mình là nhiều rồi là mình cũng biết được cái đó của anh rồi nhưng mà hình như á là cái tập một ảnh hơi bị rung thành ra là ảnh không có hơi nhớ hết cái câu chuyện à không biết là mọi người có cảm nhận giống mình không ảnh không có nhớ hết câu chuyện ảnh kể còn hơi lắp bắp chút xíu ha và hơi quên đầu quên đuôi chút xíu và ảnh còn hơi kiểu như là ảnh hơi ngại đó coi như là ảnh chưa có thuộc hết cái câu chuyện À, không có được chuyên nghiệp như mình đâu tại vì mình mình kể lâu lắm rồi còn những cái tập đầu của mình mình cũng vậy đó bây giờ thì mình có thể là mình <laughs> mình không có nói mình hay đâu mà có nghĩa là mình kể trôi chảy thôi mình nói là mình kể trôi chảy hơn lúc trước thôi nhưng mà anh sơn thì cũng tập đầu tiên thì mong mọi người cũng thông cảm thì đó là cái nhận xét của mình là anh sơn còn hơi hơi ngập ngừng chút xíu à, chưa có quen để ngồi trước cái máy ảnh để mà kể cho mọi người nghe à, thành ra là mọi người cũng đóng góp ý kiến cho ảnh ha đừng có đóng góp ở đây qua bên kênh của ảnh đóng góp cho ảnh đi để mà anh biết ảnh à, nói đó thà là bây giờ người ta chửi nhiều quá ảnh càng vui chứ mà người ta không có chê người ta khen không á là ảnh lo dữ lắm ảnh không biết là ảnh thiếu sót chỗ nào à ha mọi người ha và đêm hôm nay thì ảnh không có ra chuyện <laughs> à, tại vì chuyện ảnh còn ít quá chuyện ảnh không có còn nhiều à, chuyện ảnh hình như là ảnh có tầm khoảng cỡ chắc ba bốn tập gì đó thôi à rồi cũng năm cỡ năm tập hay gì đó thôi à thì ảnh xin ảnh anh nói là anh sẽ kể hai ngày một tập à, Chứ giờ anh kể liên tục thì lỡ không có ai gửi chuyện nữa thì mình phải dừng lại mình đợi nữa Thành ra anh chia đều ra hai ngày một tập, hai ngày một tập Thành ra là ngày mai đó, ngày mai thì bắt đầu là tới đúng 10 giờ là mới có chuyện của ảnh Thì ảnh cũng đăng lên cái dạng công chiếu như vậy đó <laughs> thì hy vọng là tối ngày mai thì mọi người cũng vào coi ha cũng có mình luôn cũng vô nói chuyện với mình trời ơi rơm rã dữ lắm vô là giống như là chị em bạn gì ngồi nói chuyện với nhau vậy đó trời ơi vui thiệt là vui luôn á thôi hẹn mọi người là 10 giờ ngày mai ha 10 giờ ngày mai là vào xem chuyện của anh dương minh sơn và quên mà nhớ kỹ nha đừng có quên kênh mình à họ quên kênh mình là mình giận nghe không à, vậy ha rồi thôi toàn bộ những câu chuyện đó ngày hôm nay cũng kết thúc rồi và vài giây phút quảng cáo cho chuyện của anh dương minh sơn cũng kết thúc rồi thì mong mọi người thấy hay á, thì nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cũng biết tới lúc đó đó người ta có những câu chuyện mà hay người ta tiếp tục gửi về cho mình thì mình lại tiếp tục có chuyện để mà kể lại cho mọi người cùng nghe nữa đó là cái cách để mà cái kênh mình nó càng ngày càng phát triển và càng ngày càng có nhiều chuyện hơn để kể cho mọi người cùng nghe ha rồi tất cả những câu chuyện đó ngày hôm nay thì nó cũng kết thúc rồi dưới mập xin chào mọi người